Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào bạn đến với kênh CD HAY Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình là Toàn đây. Ở cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái nguyên nhân vì sao mà thời gian gần đây cái lượt sub trên kênh YouTube của chúng ta hay bị giảm. Mới mấy ngày hôm nay mình có nhận được các cái comment của các bạn hỏi mình rằng vì sao trên kênh YouTube các bạn lượt sub nó không tăng và lượt sub nó lại giảm đi rất nhiều, thì kênh của mình cũng bị luôn. Và nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ biết rõ nguyên nhân này là gì. Tại vì khi mà YouTube thay đổi chính sách này thì trên cái channel của bạn, trên cái đường xanh xanh ở trên cùng này nè, YouTube có để cái đường mô tả đó là thời gian tới kênh của bạn nó sẽ bị giảm số lượng người đăng ký kênh bởi vì một vài lý do sau đây. Nếu như muốn tìm hiểu thì hãy click vào cái đường link này. Nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy cái dòng thông tin đó. Tại vì bây giờ YouTube nó xóa mất tiêu cái dòng thông tin đó rồi nên mình không có chụp lại kịp cho các bạn xem. Nó là một cái dòng màu xanh xanh, nó nằm ở trên màn hình như thế này, thì click vào thì các bạn sẽ hiểu. Còn nếu như các bạn chưa kịp click vào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn cái nguyên nhân và cái chính sách mới của YouTube đã áp dụng như thế nào mà ảnh hưởng đến cái việc tăng và giảm lượng subscribe kênh ha. Thì trên màn hình các bạn là một cái kênh YouTube demo của mình. Đây là lượt xem và đây là lượt sub. Lượt xem thì YouTube không có giảm, mà chính sách này nó không có thay đổi lượt xem mà nó chỉ thay đổi lượt đăng ký thôi. Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn xem rõ hơn về chính sách này ha. Ví dụ như cái lượt đăng ký các bạn hiện tại đang là 9 người này, thì thực tế các bạn sẽ một ngày các bạn có 100 người đăng ký, thì khi các bạn xem, ví dụ như ngày hôm nay 100 người đăng ký thì ngày mai các bạn vô xem nó phải là 109 người, đúng không? Tuy nhiên với chính sách mới YouTube thì nó sẽ không hiển thị như vậy cho các bạn xem đâu. Và mình sẽ cho bạn hiểu rõ hơn cái con số hiển thị như thế này là đúng hay sai ha. Và khi mình nhận được cái thông báo mới nhất của YouTube về việc lượt sub giảm thì mình click vào ngay cái đường link hướng dẫn của YouTube và mình ra cái trang như thế này. Đó, cái trang này nói rất rõ về cái chính sách mới này. Nếu như bạn nào để ý sẽ biết, còn các bạn nào chỉ nhìn sơ qua thì mình tin rằng các bạn sẽ chưa biết cái nội dung chi tiết của chính sách mới này đâu. Đây, mình sẽ đọc sơ qua thật nhanh cho các bạn hiểu ha. Đại khái nó như thế này: số người đăng ký là số người đăng ký theo dõi kênh YouTube của bạn. Bạn sẽ thấy số người đăng ký chính xác trong phiên bản thử nghiệm, số người đăng ký hiển thị trên trang tổng quan, các phiên bản thử nghiệm và ứng dụng dành cho sự cập nhật gần theo thời gian thực. Số người đăng ký hiển thị trên phiên bản cũ có thể bị trễ trong thời gian tối đa là 48 giờ. Đó, đây là cái thông báo thứ nhất về cái việc giảm lượt sub, là nếu như các bạn có thói quen xem tổng quan YouTube trên cái giao diện quản lý cũ nè, Creator Studio cũ, thì cái lượt đăng ký kênh nó sẽ không có chính xác đâu, nó sẽ bị trễ 48 giờ, khoảng 2 ngày. Ví dụ như hôm nay bạn có 100 người, ngày mai bạn có 100 người, tức là bạn đã có 200 người đăng ký, thì không phải bạn vô bạn sẽ thấy liền, nhưng phải 2 ngày sau bạn vô nó mới cập nhật. Còn nếu như các bạn sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, tức là cái này nè các bạn, đây, thì các bạn sẽ thấy cái lượt đăng ký kênh nó lớn hơn nhiều, bởi vì nó cập nhật chính xác hơn. Đó, đây nó cũng có y như vậy thôi, nó cũng có tổng quan rồi những cái thống kê về kênh, về lượt subscribe đăng ký kênh. Đó, nếu như các bạn vào đây thì cái lượt đăng ký kênh này nè, nó sẽ hiển thị có thể chính xác hơn là bên trang tổng quan mà giao diện cũ của YouTube ha. Rồi, đó là cái thứ nhất mà mình muốn giới thiệu với bạn về cái chính sách mới này. Và cái chính sách thứ hai này nè, nó cực kỳ quan trọng nha, nên các bạn phải để ý nha. Cái này là nó là nguyên nhân chính khiến cho cái lượt đăng ký kênh này nó không có chính xác. Cho dù các bạn đang ở phiên bản cũ hay phiên bản mới thì mình không biết, nhưng mà mình thấy rằng gần đây thì cái số lượng này nó bị giảm đi rất nhiều mà nó không tăng theo thời gian thực. Rồi đây các bạn nào hiểu rõ hơn cái ý này hơn là để mình nói nha. Khán giả của bạn sẽ chỉ thấy phiên bản viết tắt số người đăng ký này. Số người hiển thị công khai được dựa vào số người đăng ký có trên kênh của bạn. Các bạn để ý nha, ví dụ như hiện tại là kênh của mình chỉ có 9 người đăng ký đúng không? Thì ở đây nè, nó có rất nhiều trường hợp cho cái việc cập nhật số người đăng ký công khai. Công khai tức là ví dụ như bạn cho phép những người vào xem kênh các bạn thấy được số lượng đăng ký trên kênh, thì những người xem á, thì họ sẽ thấy rõ luôn là có bao nhiêu người. Nếu như chính sách cũ trước đây á, thì bạn có bao nhiêu người thì người ta sẽ thấy. Còn chính sách mới này thì nó hơi đặc biệt nè. Ví dụ như kênh của bạn ít hơn 1.000 người đăng ký, thì khi có một người đăng ký mới thì nó sẽ cập nhật luôn và nó sẽ hiển thị công khai luôn cho người ta thấy. Ví dụ như đây mình có 9 người thôi, thì bây giờ có 10 người đăng ký là mình 19 đúng không, thì nó cập nhật thời gian thật luôn, tức là người ta xem thì người ta sẽ thấy 19 người đăng ký luôn, nó không có đợi gì hết. Phiên bản cũ hoặc phiên bản mới đều như vậy. Rồi nếu như kênh của bạn có từ 1.000 người cho đến 9.999 người đăng ký, thì phải 10 người đăng ký thì nó mới hiển thị công khai. Cái này mình nghĩ là nó muốn kiểm soát cái lượt người đăng ký thật trên kênh đó. Nếu như những cái kênh này càng lớn thì cái lượt công khai những cái người đăng ký thật đó, nó mới hiển thị ra đúng. Ví dụ như kênh của mình có tới 1.000 người đăng ký, thì 9 người đăng ký hôm nay thì người ta xem người ta sẽ không thấy 1.009 người đúng không? Nhưng các bạn phải hơn 10 người, ví dụ như 1.011 người, ví dụ như vậy, thì nó mới hiển thị công khai cho những người vô tình vào xem kênh họ sẽ thấy. Cứ như vậy những cái con số này nó cũng tương tự ha, từ 10.000 người cho đến 999.000 người nè, đó là đạt ngưỡng nút bạc YouTube, thì phải 100 người đăng ký thì cái con số này nó mới nhảy nha. Nên các bạn sẽ bị gặp tình huống là các bạn cứ tưởng rằng YouTube đang bị lỗi gì mà không nhảy cái số lượt đăng ký này, các bạn rất hoang mang. Thì qua video này mình muốn chia sẻ với bạn rằng đây thực sự là cái thay đổi lớn của YouTube, chứ các kênh các bạn không bị lỗi gì ha. Ok. Tiếp theo các bạn xem một số thông tin bên dưới nè, những cái lượt đăng ký khủng nè, hơn 100.000 tới gần cả triệu người đăng ký, thì 1.000 người đăng ký nó mới hiển thị ha, càng ngày càng khó đúng không? Đây tới đặt nút kim cương nè, 1 triệu tới 10 triệu, gần 10 triệu người đăng ký thì 10.000 người đăng ký nó mới hiển thị nè, thấy không? Đó, tức là những cái kênh khủng khiếp như thế này á, thì cho dù người ta đăng ký thoải mái thì người khác vô xem cũng không thấy số lượng đăng ký nó tăng bao nhiêu. Khi đạt đúng cái ngưỡng này thì nó mới tăng. Đó, còn cái này là quá khủng khiếp luôn, từ 10 triệu cho đến 100 triệu người đăng ký, 100.000 người đăng ký mới được hiện. Còn cái này còn khiếp hơn nữa nè, 100 triệu tới 1 tỷ người đăng ký thì 1 triệu người đăng ký mới được hiển thị. Đó là cái mốc mà YouTube đưa ra cho chúng ta. Ở đây có một cái ví dụ rất cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về cái chính sách bên trên YouTube đã đưa ra nha. Rất nhiều cái các bạn có thể tham khảo ha. Đây 123 người đăng ký thì số người hiển thị công khai của bạn là 123, số người đăng ký hiển thị công khai sẽ là 124. Đó, ví dụ như kênh của bạn có 1.000 người thì nó sẽ hiển thị là 1,2 và người công khai sẽ là 124. Cái này là cái cách hiển thị ha. Ngoài cái con số mà nó ghi trên này thì đây là cái cách hiển thị cho người ta thấy nè, nó viết tắt nó mô tả cho các bạn dễ hiểu. Rồi đó là hai cái nguyên nhân khiến cho cái lượt sub các bạn sẽ bị giảm. Còn một cái nguyên nhân nữa, cái này cũng là mới luôn, tức là một số cái kênh đó, họ mua sub hoặc là sub chéo những cái tài khoản không có thật. Thì khi bây giờ những cái tài khoản nó bị xóa khỏi YouTube và bị đóng tài khoản Gmail đó, thì những cái lượt sub từ kênh đó sẽ tự động xóa trên kênh của bạn luôn, các bạn sẽ mất cái sub đó luôn. Đó, tài khoản đóng nè, bị chấm dứt, vi phạm chính sách, người đăng ký ảo thông qua những cái chương trình dịch vụ mua đăng ký. Đó, thì bên YouTube sẽ xác nhận những cái này và họ sẽ xóa tài khoản của những người này và đồng thời xóa luôn cái số lượt đăng ký trên kênh của bạn. Đó, nên qua cái video này mình muốn nói lại cho các bạn rằng hai cái điều này các bạn cần phải nắm ha. Số lượt sub trên kênh các bạn sẽ bị giảm, và các bạn lưu ý nha, kênh nào cũng bị nha, chứ không phải chỉ riêng kênh các bạn đâu. Đây là cái chính sách chung của tất cả kênh YouTube đang làm ha. Thứ nhất là YouTube sẽ quét xóa những sub ảo, và thứ hai là những kênh đi sub bị khóa tài khoản. Thì đây là hai cái nguyên nhân chính YouTube sẽ làm giảm số lượng subscribe trên kênh các bạn rất nhiều. Rồi, ok, thì ngoài những cái nguyên nhân này thì mình nghĩ cũng còn đâu đó một số cái nguyên nhân nhỏ khác. Có thể video này mình chưa chia sẻ cho các bạn cái nguyên nhân đó. Nếu như các bạn biết thêm một vài nguyên nhân nào, có thể comment bên dưới video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm. Hoặc là mình tìm được một vài nguyên nhân mới thì chắc chắn mình sẽ comment bên dưới cái video này để cho các bạn có sự cập nhật kiến thức mới nhất từ YouTube ha. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn của mình về cái cách xác định là cái nguyên nhân mà cái lượt subscribe trên kênh các bạn bị tắt là do đâu. Hy vọng cái kiến thức này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình làm YouTube, cũng như giúp cho các bạn có sự bình tĩnh ha, bình tĩnh khi các bạn vô tình bị rơi vào cái tình huống là lượt sub nó đứng yên tại chỗ, nó không tăng trong một thời gian dài. Nếu như các bạn cảm thấy video này của mình hữu ích, các bạn nhớ like cũng như chia sẻ video này giúp mình, và nhớ đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Mỗi cái lượt nhấn subscribe, đăng ký kênh của các bạn là cái động lực rất lớn để cho mình tiếp tục làm thêm nhiều cái clip hay dành cho các bạn xem. Rồi, chào các bạn, mình sẽ dừng video ở đây. Chúc các bạn thành công và sớm được bật kiếm tiền trên YouTube, cũng như là giải quyết được những cái vướng mắc trên kênh YouTube các bạn nha.